Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc Chú Gấu Misa tiết 1 và tiết 2. Trước khi đến với phần luyện đọc cũng như phần tìm hiểu bài, thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe. Và sau đó chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc. Khi thầy đọc, chúng mình có thể là quan sát lên màn hình cũng như quan sát trong sách giáo khoa để lắng nghe thầy đọc bài. Bài đọc Chú gấu Misa. Misa là một chú gấu bông rất dễ thương. Nhưng sáng nay, cô chủ bỗng túm lấy chú, bỏ vào nhà kho. Misa tủi thân, bèn lách qua cái lỗ mèo chui rồi bỏ đi. Chú đi mãi, thấm mệt, bèn trèo lên chạc cây cao và ngủ một giấc. Khi chú gấu tỉnh dậy, trời đã tối, bỗng chú nghe thấy tiếng nhạc leng keng, rồi một chiếc xe tuần lộc hiện ra. Đó là xe đi phát đồ chơi cho trẻ nhỏ. Bởi vì đêm ấy là đêm Giáng sinh rồi. Nhưng không may, ông già Noel bị ốm nên chỉ có tuần lộc vừa kéo xe vừa phát quà. Tuần lộc gặp Misa thì mừng lắm, bảo: "Trèo lên xe đi, bạn giúp mình phát quà nhé." Cỗ xe bay trong tuyết, trời nhiều sao quá, sáng như ban ngày. Misa lần lượt đặt ở mỗi nhà một thứ đồ chơi. Cuối cùng cỗ xe đến một túp lều, nhưng túi đồ chơi chẳng còn gì. Tuần Lộc rền rĩ: "Trong lều có một cậu bé đang ốm. Sáng mai thức dậy, chắc cậu bé sẽ thất vọng lắm nếu thấy đôi ủng đựng quà Giáng sinh rỗng không." Misa thở dài, rồi chú nhấc cao chân, bước vào túp lều. Chú ngồi lên chiếc ủng và chờ trời sáng. Marie Côn Mông, Vũ Tú Nam dịch. Như vậy, thầy vừa đọc mẫu cho chúng ta nghe bài đọc Chú gấu Misa. Bây giờ chúng mình hãy dừng video và đọc lại. Khi đọc, chúng ta chú ý ngắt nghỉ hơi ở những dấu câu và nhấn giọng ở những từ ngữ gợi cảm. Và bây giờ, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta phần luyện đọc. Chúng ta sẽ đến với một số từ ngữ khó. Thầy sẽ đưa lên màn hình, sau đó thầy sẽ đọc mẫu. Sau đó chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại. Từ đầu tiên đó là từ chạc cây. Chạc cây. Leng keng. Leng keng. Tuần lộc. Tuần lộc. Túp lều. Túp lều. Rền rĩ. Rền rĩ. Đây có thể là một số từ chúng mình sẽ khó phát âm cũng như khó đọc. Và chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta luyện đọc câu. Trong bài thì chúng mình thấy có một câu khá là dài và thầy sẽ hướng dẫn chúng mình ngắt nghỉ như sau. Và bây giờ thầy sẽ đọc mẫu, sau đó chúng mình sẽ dừng video và đọc lại câu dài này. Đó là câu: "Nhưng không may, ông già Noel bị ốm, nên chỉ có tuần lộc vừa kéo xe vừa phát quà." Ở đây một câu khá là dài và thầy đã hướng dẫn cho chúng mình ngắt nghỉ như trên màn hình. Chúng ta có thể dừng video và đọc lại. "Nhưng không may, ông già Noel bị ốm, nên chỉ có tuần lộc vừa kéo xe vừa phát quà."
Và như vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta luyện đọc từ ngữ cũng như là luyện đọc câu. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta chia đoạn. Vậy thì nhìn vào bài đọc, chúng mình có thể chia bài đọc Chú Gấu Misa ra làm mấy đoạn? Ở đây chúng mình có thể chia bài này thành 3 đoạn. Đoạn đầu tiên sẽ là từ đầu cho đến rồi bỏ đi. Đoạn thứ hai sẽ là từ tiếp theo cho đến thứ đồ chơi. Và đoạn thứ ba đó là đoạn còn lại. Ở đây chúng ta có thể thấy 3 đoạn như sau. Từ đầu cho đến đó là từ Misa là một chú gấu bông rất dễ thương, cho đến bèn lách qua cái lỗ mèo chui rồi bỏ đi. Đây là đoạn 1. Đoạn 2 sẽ là từ chú đi mãi thấm mệt, bèn trèo lên chặt cây cao và ngủ một giấc, cho đến Misa lần lượt đặt ở mỗi nhà một thứ đồ chơi. Đây là đoạn 2. Thầy xin lỗi, ở đây thầy đang bị số 1. Đây là đoạn 2 nha các em. Tiếp theo, đoạn 3 là đoạn cuối cùng, đó là cuối cùng cỗ xe đến một túp lều cho đến hết bài. Như vậy chúng ta sẽ dừng video và đọc nối tiếp 3 đoạn trong bài đọc Chú Gấu Misa. Bây giờ chúng ta sẽ dừng video và đọc lại toàn bài một lần nữa. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta tìm hiểu bài. Trước khi tìm hiểu bài, thầy sẽ giải nghĩa một số từ chúng mình có thể quan sát vào sách giáo khoa. Từ đầu tiên đó là từ rền rĩ. Rền rĩ ở đây là nghĩa là kêu la, than thở vì buồn quá. Từ thứ hai đó là từ tuần lộc. Tuần lộc ở đây đó là hươu sống ở vùng Bắc Cực, sừng lớn và có nhiều nhánh được nuôi để kéo xe. Người ta gọi là tuần lộc, chúng mình có thể quan sát lên màn hình. Và ở đây là những chú hươu sống ở vùng Bắc Cực, sống ở vùng rất là lạnh, có sừng lớn và có thể là nuôi để kéo xe, gọi là tuần lộc. Từ tiếp theo đó là từ ủng, đựng quà. Ủng đựng quà là đồ vật có hình chiếc ủng đẹp để đựng quà Giáng sinh. Chúng mình có thể quan sát ở đây là một chiếc ủng đựng quà. Và bây giờ chúng mình sẽ tìm hiểu nội dung bài đọc. Trong phần tìm hiểu nội dung bài đọc, chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên đó là vì sao chú gấu bông Misa bỏ nhà ra đi? Bây giờ chúng ta hãy đọc thầm lại đoạn 1 và cho thầy biết là vì sao chú gấu bông Misa bỏ nhà ra đi. Ở đây chúng mình thấy chú gấu bông đã bỏ nhà ra đi vì sao nhỉ? Về cô chủ đã như thế nào? Đúng rồi. Chú gấu bông Misa bỏ nhà ra đi vì cô chủ cư xử không thân thiện, đúng không? Có thể nói là không thân thiện, đó là túm lấy chú bỏ vào nhà kho khiến chú tủi thân, đúng không? Cho nên là chú gấu Misa mới bỏ đi. Và bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 2 nhé. Câu hỏi số 2 đó là gặp tuần lộc đêm Giáng sinh, gấu bông giúp tuần lộc làm việc gì? Chúng ta có thể đọc đoạn 2. Vậy thì khi gặp tuần lộc trong đêm Giáng sinh, gấu bông đã giúp tuần lộc làm việc gì đây các em? Tuần lộc đã rủ gấu bông đi phát quà, đúng không? Như vậy thì chúng mình thấy là gặp tuần lộc đêm Giáng sinh, gấu bông đã cùng cùng tuần lộc đi đi phát quà, đúng không nào? Và như vậy chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Đến túp lều có cậu bé đang ốm, không còn đồ chơi để phát, Misa đã làm gì? Vậy thì chúng ta hãy đọc thầm đoạn 3 nhé. Cho thầy biết đó là đến túp lều có cậu bé đang ốm, không còn đồ chơi để phát, Misa đã làm gì? Misa đã làm gì đây các em? Misa có đi theo tuần lộc để về không hay là ở lại? Đúng rồi.
Như vậy thì chúng mình thấy đến túp lều cậu bé đang ốm không có đồ chơi, Misa đã làm gì? À đúng rồi, Misa đã bước vào lều đúng không? Chúng ngồi lên chiếc ủng trở thành quà Giáng sinh tặng cậu bé đang ốm đúng không? Như vậy là sau khi đi phát quà cùng Tân Lộc và đến cậu bé bị ốm thì đã hết quà, Misa đã ở lại và làm quà Giáng sinh cho cậu bé đã bị ốm đúng không? Và như vậy thì chúng mình sẽ trả lời câu hỏi số 4 như thế nào? Đó là em có nhận xét gì về chú gấu bông Misa? Nào, qua câu hỏi số 3 chúng mình thấy chú gấu bông Misa như thế nào? Có sẵn sàng giúp mọi người không? Và có đáng thương không? Có dễ thương không? À, đúng rồi. Như vậy thì chúng mình có thể nhận xét về chú gấu bông Misa như sau. Đó là Misa rất thương người, đúng không? Sẵn sàng giúp mọi người. Và Misa rất thương cậu bé nghèo bị ốm lại không được nhận quà Giáng sinh, đúng không? Như vậy chúng mình thấy Misa là một người rất là thương người, đúng không? Và sẵn sàng giúp mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cho thầy biết đó là qua bài đọc chú gấu Misa chúng ta có thể rút ra được cho thầy đó là nội dung bài học ở đây đó là gì? À đúng rồi, thì qua bài học gấu Misa chúng ta thấy gấu bông Misa tốt bụng, nhân hậu. Chú bỏ đi vì cô chủ không quý trọng đồ chơi nhưng lại quyết định ở lại nhà cậu bé nghèo đang ốm vì muốn mang lại niềm vui cho cậu bé vào ngày Giáng sinh, đúng không? Và như vậy qua câu chuyện chúng ta cũng hiểu được một phần nào chú gấu bông Misa là một người rất là tốt bụng, nhân hậu và luôn muốn đem lại niềm vui cho mọi người, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Ở phần luyện tập chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên như sau. Đó là xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Có thể xếp một từ ngữ vào hai nhóm khác nhau. Ở đây chúng ta thấy sẽ có một cây thông Noel và chúng ta thấy có các cái từ giống như đồng hồ, ủng, đồ chơi, truyện, bánh kẹo, mũ len, bít tất, tuần lộc, quần áo Misa, gối ôm và ông già Noel. Chúng ta sẽ xếp những cái từ trên cái thông Noel vào các nhóm, đó là nhóm đầu tiên đó là nhóm quà Giáng sinh, nhóm thứ hai đó là vật đựng quà, nhóm thứ ba đó là nhân vật đi phát quà, và có thể những từ ngữ trên cây thông Noel này chúng ta có thể xếp vào hai nhóm khác nhau cũng được nếu như chúng mình thấy đúng. Nào bây giờ chúng ta hãy dừng video và nhỏ và xếp các từ ngữ trên cây thông Noel này vào các nhóm thích hợp nhé. Sau khi xếp xong, chúng ta có thể quan sát lên màn hình. Và đầu tiên chúng ta thấy là đồng hồ thì chúng ta sẽ đưa vào nhóm đó là gì? À đúng rồi. Đồng hồ thì chúng ta thấy là giống như là quà Giáng sinh đúng không? Tiếp theo đồ chơi đó là quà Giáng sinh. Ủng ở đây chúng mình thấy giống như trong câu chuyện đúng không? Đó là vật đựng quà. Tiếp theo truyện thì chúng mình thấy là đây là nhóm quà Giáng sinh. Rồi bánh kẹo cũng là quà Giáng sinh. Misa trong câu chuyện thì chúng mình thấy là nhân vật đi phát quà và trong câu chuyện cũng có thể là xếp vào quà Giáng sinh đúng không? Tiếp theo chúng ta thấy là mũ len cũng là quà Giáng sinh, quần áo cũng là quà Giáng sinh, bít tất cũng là vật đựng quà và tiếp theo đó là tuần lộc thì là nhân vật đi phát quà, ông già Noel thì là nhân vật đi phát quà, gối ôm thì là quà Giáng sinh. Có một số từ chúng mình có thể xếp thành vào hai nhóm, ví dụ như Misa ở đây chúng ta cũng có thể là xếp thành quà Giáng sinh đúng không? Bít tất chúng ta cũng có thể là xếp thành quà Giáng sinh hoặc là vật vật dụng đựng quà, vì ở đây chúng ta có thấy là có thể là quà tặng cũng có thể là tặng bít tất được. Và như vậy là thầy cũng đã xếp một số từ ngữ vào các nhóm thích hợp đó là quà Giáng sinh, vật đựng quà và nhân vật đi phát quà. Có một số từ ngữ chúng mình có thể xếp được vào hai nhóm nhé.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2, đó là nói tên món quà em mong được tặng vào dịp Tết hoặc là sinh nhật. Đây là hoạt động của chúng mình. Chúng mình có thể nói tên một món quà mà chúng mình yêu thích để được tặng vào dịp Tết và dịp sinh nhật. Thì mỗi bạn sẽ có những sở thích một món quà khác nhau, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ hoạt động tự từ chúng mình sẽ thực hiện. Ở đây thì chúng ta có thể là nói lên những món quà mà chúng mình được mong được tặng trong dịp Tết và sinh nhật. Ví dụ như là gì? À, em muốn được tặng đồ chơi, đúng không? Em muốn được tặng quần áo, hoặc là em muốn được tặng truyện, em muốn được tặng gối ôm, hoặc là em muốn được tặng bánh kẹo, vân vân. Ở đây là hoạt động riêng của chúng mình nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc chú gấu Misa tiết 1 và tiết 2. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo được những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.